Xin chào, mình tên là Trinh, founder của Fixie.vn. Từ khởi đầu khá khiêm tốn, thế hệ đầu tiên của mình là những ngư dân bám biển, qua hơn 40 năm kinh nghiệm đánh bắt cá tại biển Đại Lãnh, Đầm Môn. Mỗi ngày mới, cảng biển sẽ trở nên sôi động hơn với tàu thuyền đánh bắt về, thương buôn mua bán, trao đổi và mặc cả. Tất cả sự lộn xộn này chính là dòng chảy đam mê của mình mà Fixie được sinh ra. Mình hiểu được sự phức tạp của thế giới hải sản. Sản phẩm như thế nào là tươi ngon, bảo quản như thế nào là tốt nhất. Mỗi loại cá sẽ có những giá trị dinh dưỡng khác nhau và cách chế biến cũng khác nhau để cho ra món ăn ngon nhất. Mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết về thế giới hải sản trên website của Fixie. Cùng với đội ngũ của Fixie, chúng mình sẽ thiết lập một chương trình an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng, cam kết kinh doanh bền vững để mang đến cho bạn nguồn thực phẩm tự nhiên tốt nhất. Theo dõi Fixie và đón chờ những đổi mới mỗi ngày. Fixie luôn tươi ngon.